Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Trúc Lâu, Mặc tướng Vĩnh Hằng, ngay cả cố sư muội cũng bị mặc khóa rồi sao? Quay lại cho ta. Sư muội, tại sao đột nhiên lại ra tay với ta? Muốn người không biết, trừ phi là mình không làm. Đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi, không còn là Dương sư huynh lúc đầu nữa. Ngươi quả nhiên là đã bị mặc khóa, ngay cả mặc trùng ngươi cũng có. Sư muội lại nhận ra mặc trùng, vậy mọi thứ dễ nói rồi. Chỉ bằng ta chỉ cho ngươi một con đường. Ai muốn giết thì giết, nếu ngươi dám thả mặc trùng qua đây, ta lập tức là tự kết liễu. Xin lỗi sư muội, lúc nãy thăm dò thật sự là bất đắc dĩ, mong sư muội đừng trách. Ngươi lại không giả âm mưu quỷ kế gì, ta sẽ không tin ngươi đâu. Vạn tượng càn khôn trong cơ thể của ta đều ở trước mặt của muội. Sư muội bây giờ có thể yên tâm hay chưa? Tiểu càn khôn của ngươi từ hư hóa thật rồi. Muội chỉ nhìn thấy cái này, trọng điểm muội chú ý không đúng nga sư muội. Ồ, Mặc Yên đó ta thấy rồi, nhưng chẳng phải nói thứ này sẽ ăn mòn tiểu càn khôn của võ giả. Mặc khóa chủ nhân của tiểu càn khôn hay sao? Nhìn thấy dòng suối đó chưa? Đây là càn khôn tứ trụ thiên địa tuyển, chỉ cần có nó, Mặc Yên sẽ không có tác dụng. Ây, sư huynh tại sao ngươi có thể bình an vô sự? Tốt quá rồi, lúc nãy đúng là dọa chết ta rồi. Điều đáng sợ hơn nữa còn ở phía sau. Tiếp theo điều ta muốn nói, có thể vượt xa dự tính của muội, muội phải chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Thạch trưởng lão và tông sư thúc đều là người mặc khóa. Đúng vậy, ta đoán trong Lăng Nha Phúc Địa, Yena còn nhiều người mặc khóa hơn. Thậm chí có khả năng ẩn giấu một người mặc tộc chân chính, phải điều tra mới được. Chuyện này trọng đại, còn cần báo với trưởng giáo. Ta dẫn huynh đi gặp trưởng giáo, vậy thì làm phiền sư muội rồi. Gặp qua Nguyên sư thúc. Sư điệt muốn đi tìm trưởng giáo hay sao? Nguyên đốc. Dạ, người bên cạnh là bạn của con Dương Khai, lần này đến Lang Nha tiện đường đến thăm con. Cậu chính là chủ của hư không địa Dương Khai. Uy danh của cậu lão phu từng nghe qua. Tiền bối quá khen, hậu bối học muộn đến sau, không sánh được với thuần uy hiển hách của tiền bối. Ơi, nhóc con thật biết ăn nói, rảnh thì đến động phủ của ta ngồi, chỗ ta có không ít rượu tốt. Đáng tiếc là không ai thưởng thức. Nếu có rượu tốt, vậy thì không thể nào bỏ lỡ. Hôm khác nhất định là đến viếng thăm. Sư huynh lúc nãy đồng ý nhanh như vậy, là muốn đi thăm dò Nguyên sư thúc hay sao? Muội cảm thấy Nguyên tiền bối này có bị mặc khóa hay không? Ta cũng không biết. Nhưng Nguyên đốc sư thúc là một trong ba phó trưởng giáo Lang Nha, ngày thường làm người thân thiện, đặc biệt là thích nghe người ta định bợ. Ta hy vọng ông ấy không phải là người bị mặc khóa. Chả trách ta lúc nãy tùy tiện nói một câu tâng bốc đã khiến hắn vui như vậy. Thì ra còn có sở thích nghe người ta định bợ. Tẩm cung của Lý Nguyên Vọng. Sư tôn, con dẫn Dương sư huynh đến rồi. Đến rất đúng lúc. Tiểu tử qua đây xem thử bức tranh này của bốn tọa thế nào. Dạ. Sư huynh đừng đi. Nhà đầu, con có ý gì? Một bức tranh vi sư dồn hết tâm huyết vào, để bạn của con bình phẩm một chút có sao? Lý Nguyên Vọng, con không buông tay. Đây nè.